Aston Villa Arsenal, hiệu ứng domino. Chuỗi 3 trận mất điểm liên tiếp đã khiến Arsenal mất ngôi đầu bảng Premier League vào tay Man City. Hiệu ứng sụp đổ ở sân Emirates có thể chưa dừng lại tại đó. Lực lượng Aston Villa, vắng Diego Carlos và Zé, Steer chấn thương, khả năng ra sân của Beth Chang và Tyrone Mings còn bỏ ngỏ. Arsenal, vắng Gabriel Jesus, Mohamed Elneny và Emin Smith-Rowe chấn thương, khả năng ra sân của Thomas Partey TI còn bỏ ngỏ. Phong độ và đối đầu. Aston Villa chỉ thua 2 trên 6 vòng đấu gần nhất ở Premier League, thắng 3, hòa 1, thua 2. Arsenal không thắng 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường hòa 1, thua 3. Arsenal toàn thắng trong 3 màn đụng độ Aston Villa gần nhất ở Premier League. Ở Premier League mùa này, đã có thời điểm Arsenal tạo nên khoảng cách 8 điểm so với Man City trong cuộc đua vô địch. Khi đó, có nhiều quan điểm cho rằng pháo thủ đủ năng lực hất cẳng thầy cho Guardiola khỏi ngay vàng bóng đá Anh. Nhưng hiện tại thì khác. Sau màn đụng độ trực tiếp với Man City giữa tuần qua, khoảng cách giữa Arsenal và đối thủ đã được săn bằng. Thậm chí, do kém hiệu số bàn thắng trên bại, Arsenal còn phải nhường ngôi đầu cho Man City sau 19 vòng đấu liên tiếp nắm giữ. Cổ động viên của pháo thủ phải nhìn nhận thực tế hơn, nhất là khi mùa giải đã bắt đầu bước vào giai đoạn đua nước rút. Nguy cơ đổ bể của Arsenal là khá lớn bởi họ đang đi xuống như hiệu ứng domino giấc mơ của pháo thủ bắt đầu bị ảnh hưởng sau trận thắng MU32. Họ liên tiếp để thua Everton, bị Brentford cầm hòa và sau đó là thất bại trước Man City ngay tại sân nhà Emirates. Arsenal ngang điểm Man City nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Dẫu vậy, lợi thế ấy chưa đủ để họ được đánh giá ngang đoàn quân của Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch. Thậm chí, những người bi quan còn cho rằng, pháo thủ có thể phải căng sức đua top 4 nếu không thể ngăn đà xa suốt hiện tại. Vì vậy, không cần nói ra, tất cả đều hiểu thầy trò Mikel Arteta đặt quyết tâm lớn ra sao ở trận gặp Aston Villa vào tối nay thuộc vòng 24 Premier League. Hơn bao giờ hết, pháo thủ cần giành chiến thắng để lấy lại sự thăng bằng và phục hồi niềm tin. Đây cũng là trận chiến rất thú vị với Arsenal khi họ gặp lại Unai Emery, người được chọn kế nhiệm Arsene Wenger nhưng chỉ tại vị ở Emirates sau hơn một năm. Ngoài Emery, pháo thủ còn tái ngộ hai cầu thủ cũ của sân Emirates là thủ thành Emiliano Martinez và trung vệ Callum Chambers. Đây là thử thách không dễ dàng với Arsenal bởi dưới thời huấn luyện viên Unai Emery, Aston Villa đã khởi sắc rõ rệt cả về lối chơi và kết quả thi đấu. Cụ thể, trong 9 trận đấu ở Premier League kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha nắm quyền, từ đầu tháng 11 năm 2022, The Villa chỉ 3 lần bại trận, thắng 5, hòa 1, thua 3. Họ hiện đã vươn lên vị trí thứ 11, chỉ kém 3 điểm so với nửa trên của bảng xếp hạng. Aston Villa vừa để thua liên tiếp 2 trận trước Leicester và Man City, nhưng vẫn được đánh giá cao với lối chơi phòng ngự phản công dưới thời Emery. Gặp đối thủ như vậy và phải thi đấu trên sân khách, Arsenal có lý do để lo ngại, nhất là khi họ đã mất sự hưng phấn sau 3 trận mất điểm liên tiếp. Sự sa sút của Arsenal đã được dự báo bởi Arteta không có nhiều lựa chọn về nhân sự, sơ đồ và cách chơi để tạo nên sức sống cho cuộc chiến đường trường. Đây là lý do khiến họ bị bắt bài ở 3 vòng đấu gần nhất. Ateta muốn tạo nên sự đột biến cũng khó bởi đội hình hiện tại, mà ông sử dụng gần như tối ưu. Với chấn thương của 3 giờ TEI, Arsenal buộc phải dùng do nho. Tiền vệ người Italia được đánh giá cao về kinh nghiệm, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn kể từ khi cập bến Emirates hồi tháng 1 vừa qua. Trên hàng công, trong khi Gabriel Jesus chưa tái xuất, Martinelli lại xuống phong độ rõ rệt so với giai đoạn đầu mùa. Pháo thủ phải dựa khá nhiều vào khả năng tạo đột biến của Saka. Khi Odegaard bị vô hiệu hóa, đội bóng Bắc London lập tức rơi vào thế bế tắc. Emery hẳn đã nghiên cứu rất kỹ những trận đấu vừa qua, của Arsenal để tìm ra phương pháp hóa giải. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Arsenal lại sa lầy trong chuyến viếng thăm Villa Park tối nay. Hiệu ứng domino có thể chưa dừng lại.